chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xetaja 10 độ trang bị kết phục như trên cùng một loạt món đồ chơi đắt tiền. Nhắc đến Yamaha Xetaja 10, có lẽ mọi người chỉ biết đến đây là mẫu xe đang làm mưa làm gió thị phần xe Taycan Underbolt hiện nay, chứ không biết rằng Xetaja đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam từ 13 năm về trước. Và ngày hôm nay, nhờ vào số lượng rất lớn phụ tùng chơi xe du nhập vào nước ta, nên quá nhiều làm cho những mẫu xe ngày càng trở nên đẹp hơn qua những bàn tay của những dân đam mê đồ chơi. Em đã khoác cho mình full màu đen lịch lãm, bên cạnh đó còn được trang bị bộ tem của H24 của BMW, được làm bằng chất liệu chrome càng làm cho chiếc xe thêm phần cứng cáp. Nói về đôi chút về những món đồ chơi, thì em đã được trang bị đồng hồ Casio dành riêng cho cái mẫu Xetaja 10 lắp vào và không cần chế cháo bất kỳ những gì. Ổ khóa Smart Key giúp cho xe an toàn trước cái mùa World Cup đang đến gần. Mảnh ghép kế tiếp là phần ghi đông bao tay Spider, cái cụm tăng tốc Domini, hai ống ga Titanium. Và cái điểm nổi bật trong clip này chính là cụm thắng của Rambo Asset tích hợp ổ chứa dầu rời cái màu xám khói. Cái cụm con dây TWM xuất xứ đến từ Ý đang được rất nhiều tay chơi xe kỹ ưa chuộng. Đèn flash 2 tầng từ SinFast, một tương tự với đèn pha zin của Xetaja 10. Nó chỉ khác nhau là phần bên trong, thay vì dùng cái bóng 2 sen thì cái đèn này dùng cái đèn led được thiết kế tinh xảo, bao viền các góc cạnh là cực kỳ đẹp. Nhìn xuống trên chương trước thấy được một gói combo heo dầu Rambo lục lớn 2m xứng đi cùng với đĩa cover 245mm thắt lòng CNC 4 lỗ để bắt chén tiếp vào mâm, kết hợp cùng với combo Levin với cổ bộ Titan làm cho em nó thêm chút màu sắc ở phần ống xả, tự như những trong phim Squad, tự trong những bộ phim của Star Wars. Heo dầu của Rambo lục lớn phía sau được làm cái mát xay 90 độ, cũng như cái đĩa sau cũng được làm bằng cái thớt cành để mâm xay mà không cả màu heo, cho kích thước heo 2 bit tương đối lớn so với sim khá nhiều. Cái vụt Nitron bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi xe cao cấp hơn cả Holin có xứ đến từ Anh Quốc, mang cá của xe cũng được ốp carbon fiber, cũng như được lắp đĩa tải CNC rất bền và đẹp so với đĩa tải truyền thống mà ta thường dùng. Cái mâm dụng cái mâm JS nhỏ gọn, chắc do chủ xe muốn hướng tới con chiến mã của mình cái sự giản đơn gọn gàng nhưng vẫn có chút phá cách. Kawasaki Z800 bản độ nhẹ nhàng đầy tinh tế trên đất Thái. Cái chiếc Kawasaki Z800 là cái mẫu nước cơ bay tầm trung đem đến cho người chơi một cỗ máy mạnh mẽ với kiểu dáng hầm hổ và được ví von là tê giác trong làng phần lớn, thừa kế những sự thành công từ người anh xếp ngang và lo kéo thiết kế Tsukumi đến từ xứ mặt trời mọc và được các baker ưa chuộng lựa chọn thực hiện rất nhiều bản độ từ trước nay. Phần đầu được chủ xe khéo léo chọn một cái bộ kính chắn gió Rizuma tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, tăng thêm cái tính hung dữ. Bên cạnh đó, ghi đông lái cũng được rất nhiều thay đổi, phải kể đến như cặp cụm con dầu phanh của Rambo Bridge cải thiện có ưu hiệu sức sử dụng, chọn cái bộ đồ chơi công tắc cụm tăng tốc bao tay Domino, và cuối cùng là gương gù CIC Android tăng thêm độ thầm hố cũng như giúp người lái dễ dàng quan sát được phía sau, nhằm cố định tay lái cũng như ổn định và tăng tốc lôi cuốn với ghi đông trần. Chủ xe còn lựa chọn thêm cây trợ lực của Hybrid Asset với nhiều nấc tăng chỉnh cao cấp. Thay thế cho xi nhan nguyên bản là cặp xi nhan LED đến từ hiệu của Rizuma quen thuộc. Ngoài ra dàn chân trước thêm thắt thêm cặp phanh của Rambo Bridge HB kết hợp dầu S phát nhôm CC khá là hài hòa. Và ở vị trí dắt chân được sửa đổi với bộ số gãy Rizuma. Sự hầm hố phá cách thay đổi ống xả SC và Z. Phanh sau được cải tiến với chọn bộ phanh của Rambo Bridge phát nhôm CC nhuộm đen tăng thêm phần cứng cáp và với cây dầu S. Cảm ơn bạn nhớ này là cái tip, nhớ like, subscribe.